Hôm nay thì cái bài tập ném bóng tay để chơi bóng tay đấy là nó là một cái trò chơi để giúp mọi người linh hoạt và nhanh nhẹn hơn, để cho mọi người thoải mái và vui vẻ hơn. Và cái bài tập này trước trận thì bọn em cũng hay sử dụng cái bài tập này cho mọi người thoải mái và vui vẻ. Sau trận đấu ở Bình Dương về thì anh em toàn đội đã nói chung là cũng sốc lại tinh thần và mọi người cùng đều vẫn vui vẻ và không có áp lực gì nặng nề quá, tại vì là sau trận đấu thì nó cũng qua rồi và chúng ta anh em đều lên bỏ qua trận đấu đấy để tiếp tục cố gắng cái trận đấu sắp tới gặp Than Quảng Ninh.